Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam tích cực tham dự WEF và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Thông tin từ báo Nhân dân cho biết, hội nghị các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF với chủ đề Các biên giới tăng trưởng tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 6 tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Hơn 1.500 đại biểu là lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp giúp mở ra các biên giới tăng trưởng tiếp theo cho kinh tế thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF tại Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1 năm 2024. Việc Thủ tướng tham dự diễn đàn toàn cầu có uy tín như WEF là cơ hội quý báu để Việt Nam chuyển tải thông điệp về thành tựu phát triển năng động, đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế, khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos, Thủ tướng đã giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và những chính sách cụ thể mà chính phủ sẽ triển khai trong thời gian tới để tạo môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư. Lãnh đạo WEF và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao những thành tựu phục hồi phát triển, tăng trưởng, quy mô kinh tế, quy mô thương mại, cũng như quyết tâm chuyển đổi và triển vọng kinh tế của Việt Nam. Đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng. Sau hơn 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Lãnh đạo đảng, nhà nước hai nước thông qua các hình thức linh hoạt, thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc trao đổi mật thiết, góp phần củng cố, vững chắc cho nền tảng chính trị của quan hệ hai đảng hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc tháng 10 năm 2022, tháng 12 năm 2023 trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Năm 2024, các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp tiếp tục diễn ra sôi động theo nhiều hình thức linh hoạt cả trên kênh đảng, nhà nước và giao lưu nhân dân. Nổi bật trong các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước là cùng khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, luôn mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trung Quốc nhấn mạnh, kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Trung Quốc cũng khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế lớn mạnh, độc lập, tự chủ, thúc đẩy đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, toàn diện, phát triển quan hệ đối ngoại rộng mở, hữu nghị, phát huy vai trò ngày càng quan trọng hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đạt 171,9 tỷ đô la. Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 77,4 tỷ đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 22,5 tỷ đô la, tăng 11%, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 54,9 tỷ đô la, tăng 34%. Về đầu tư, trong năm 2023, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 4,47 tỷ đô la với hơn 700 dự án, tăng hơn 77%.
đứng thứ tư trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng dẫn đầu về số dự án mới, chiếm 22,17%. Trong quý 1 năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI đầu tư mới vào Việt Nam. Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác dự WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ghi nhận của báo Đảng Cộng sản. Theo đó, Đại sứ Phạm Sao Mai đã cho biết mục đích ý nghĩa của chuyến công tác dự WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cụ thể, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024. WEF Đại Liên năm nay là một trong những sự kiện lớn và quan trọng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thu hút hơn 1.500 đại biểu tham dự, trong đó có Thủ tướng, Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Ba Lan Andrzej Sebastian Duda, cùng gần 100 lãnh đạo và đại diện các nước, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế và Trung Quốc. Việc Thủ tướng Chính phủ ta 2 năm liên tiếp được mời tham dự hội nghị, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực. Tôi cho rằng, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này mang một số ý nghĩa quan trọng như sau. Thứ nhất, thông qua cuộc hội ngộ với giới lãnh đạo, giới hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, sự tham dự WEF của Thủ tướng Chính phủ mở ra cơ hội giao thoa hội nhập cho kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, là dịp để Việt Nam giới thiệu ra thế giới những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật thời gian qua, thể hiện hình ảnh một Việt Nam năng động, tích cực hội nhập, tự tin và nhiều sức hút đối với các tập đoàn toàn cầu, qua đó thúc đẩy hợp tác, cùng có lợi, thu hút nguồn lực để phát triển đất nước. Thứ hai, thông qua hội nghị lần này, Việt Nam có thể nắm bắt những vấn đề, xu thế mới của kinh tế thế giới, cùng các bên trao đổi về tư duy phát triển, quản trị ở cấp độ quốc gia và toàn cầu, đóng góp vào xử lý các vấn đề chung của thế giới như thúc đẩy tăng trưởng, phát triển các ngành công nghiệp mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, v.v. Thứ ba, đây cũng là dịp để Việt Nam tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ với các nước, các đối tác, các tổ chức quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của đất nước, khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Thứ tư, sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ ta và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác với WEF theo hướng ngày càng thực chất trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026. Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp là thành viên của WEF trên các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng và khoa học công nghệ. Về kỳ vọng kết quả đạt được trên bình diện song phương trong chuyến công tác dự WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, đây là lần thứ hai trong 2 năm liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tham dự hội nghị WEF tại Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác dự WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước. Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương, là dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2025. Thời gian qua, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt-Trung duy trì đà phát triển ổn định, đạt nhiều thành quả tích cực. Sau hai chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, hai đảng, hai nước đã xác lập định vị mới cho quan hệ song phương, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai đảng, hai nước không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện. Để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của quan hệ Việt-Trung, thời gian tới, hai nước cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ ở các cấp, các kênh, trong mọi lĩnh vực, tăng cường rà soát, đánh giá tình hình, triển khai nhận thức chung mà lãnh đạo cao nhất hai đảng đã đạt được. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần cụ thể hóa các thành quả nội hàm, thực hiện việc đưa quan hệ hai đảng, hai nước lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Tôi tin tưởng vững chắc rằng, trên cơ sở lợi thế, tiềm năng, nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.